Vô tôi ăn đứt ông kia luôn rồi. Sao sao chưa thấy chú ăn đứt như thế nào này? Được đẹp trai hơn ổng à? Được đẹp trai hơn ổng à? Tôi coi khỏe hơn ổng luôn mà ông nói ông già mà ông súng răng là ông xấu thế đó. Tôi thấy là tôi ăn đứt ông luôn rồi. Cái ông nhấn chỗ yên tâm gì nè. Ông nói mẹ không có yên tâm mà gì không có con. Cái ông nói tới luôn luôn hả? Ông nói thôi không có con nữa hơi buồn thôi chứ khỏe. Ban đầu không tin. Không tin là cũng bị nóng quá rồi không nhìn đúng không? Tán bật tay liền. Trời trời. Con quýnh luôn hả? Quýnh. Tán bật tay liền liền. Tôi nhận ra tháo này từ đây về sau mình sẽ rút tẻ lại rồi tôi. Mới nhận ra đúng không? Đúng rồi. Thì ví dụ mặc dầu nó hơi trễ nhưng mà không quá muộn mình cũng vẫn còn được. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tình Trăm Năm. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:20 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và người bạn đồng hành với Ngọc Lan đó chính là MC Quyền Linh. Quyền Linh chào quý vị, chào Ngọc Lan thân mến. Hôm nay Quyền Linh và Ngọc Lan tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn một cái câu chuyện tình trăm năm của ông Trần Văn Bé Ba, 67 tuổi và bà Võ Thị Hằng, 69 tuổi. Tổng cộng số tuổi của hai người cộng lại là 136 tuổi. Họ đã kết hôn gần 50 năm rồi quý vị. Một cái câu chuyện tình cũng khá dài ha. Sắp tới đây thì cô chú sẽ làm đám cưới tròn 50 năm. Bây giờ ta sẽ cùng gặp gỡ cô chú. Dạ, xin chào cô chú ạ. Dạ, con chào cô chú. Dạ, chào chú Quyền Linh. Dạ. Chào cô Ngọc Lan. Dạ. Thành phố Hồ Chí Minh rất là vui mừng chào đón cô chú đến từ Cao Lãnh, Đồng Tháp. Dạ. Doctor Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu cho mỗi gia đình. Như vậy là mình ở Đồng Tháp từ hồi nhỏ tới lớn luôn chú hả? Ở Đồng Tháp từ nhỏ lớn luôn. Sinh ra lớn lên Đồng Tháp luôn. Sinh ra lớn lên ở Đồng Tháp là ở... Hồi đó tôi ở ấp 1, xã Bình Thần Tây rồi sau này lại đi đất lỡ. Xong bây giờ quê bên ngoại là quê bên vợ là ở ấp... Hồi đó là ấp 3, rồi giờ là ấp Bình Phú Long. Vậy xã là... ở Bình Thần Tây. Quê cô với chú là gần nhau hả? Gần nhau. Khác ấp thôi hả? Chỉ khác ấp là ấp Bình Chá. Rồi bây giờ mình quay trở lại cái vụ ngày xưa đi hả? Mình quay trở lại hơn gần 50 năm về trước, không phải hơn chứ? Hơn. Hơn. Tại có thể quen 5-7 năm mới dạ, cưới. Dạ đúng rồi, tại ở gần nhau mà. Đúng rồi. Thế thì cô chú gặp nhau và quen biết nhau ở trong cái điều kiện như thế nào ạ? Bà nói hay tôi nói? Nói. Tôi là quen với vợ tôi hồi đó như là cái chuyện gia đình chủ của ông người bác á. Người bác là bà con á, cưới là gả chị cho anh của bà xã tôi. Rồi thành ra hai bên rồi xu gia tới lui, vợ tôi thì em chồng người chị cứ tới lui rồi quen hồi đó thì tôi gặp tôi kêu chị không à. Bên nhà bác mà, bên nhà bác mình phải kêu chị. Mà nhỏ tuổi hơn nữa thành ra rồi vợ tôi cứ gặp tôi kêu bé ba không chứ không có kêu bằng thằng nha, kêu tôi bé ba không à. Thế mỗi lần gặp là nói chuyện bình thường như chị em chứ không có nghĩ gì tình gì. Tình yêu vậy chứ đúng không? Không có. Dạ. Yeah. Rồi tới dần là sau đó lớn lên thì mỗi bên thì có cái nơi người ta dạm hỏi, bên vợ tôi cũng vậy rồi bên tôi cũng vậy. Nhưng mà nó không xong đâu hết trơn á. Vợ tôi mới nói là chị bà con chứ không phải chị ruột. Nói là để tôi làm mai chồng bé ba rồi sao mà chỗ này không được chỗ kia không được hoài. Chị của tôi á. Bà nói thôi cô ơi, không mấy cô đi chứ bây giờ chỉ chỗ này làm kia bà không được, nói gì kỳ không. Ví dụ ban đầu vậy mấy bạn hai bên người lớn như ba má của tôi à, rồi ba má hay là như ba má vợ tôi bạn với nhau bạn nhau coi nhiều hai đứa này mà nếu nó sát là được không. Cái mấy người lớn đã nói có bà chính là cái bà đó, em bà nội tôi nữa, là đó bà đó còn sống, bà nói cũng đâu có gì đâu được đó được. Thì bắt đầu cái người lớn người ta mới hứa với nhau, bắt đầu tôi không chịu chứ tôi nói là tôi cưới vợ phải nhỏ tuổi hơn tôi chứ còn lớn là tôi không chịu. Mà tôi nói như hồi đó giờ quen quá trời, thí dụ mình vô không chịu thì làm sao gặp mặt nói chuyện được à. Đó tôi nói thiệt luôn, người quen nữa quen mà nếu vô chồng mà bên kia không chịu mình nữa, mình gặp chị mình làm sao nói chuyện được đây, ngại gì lắm cỡ người ta chê mình đó. Thì cuối cùng thì ba tôi với má tôi nói vậy, bây giờ ba má hứa với anh chị chồng là bữa đó vô đó, nếu mày không vô thì mày chốt tao bám tao qua ba với má mày luôn đi. Trời ơi tôi chết rồi, nói câu thôi xong chí mạng rồi làm sao bây giờ. Còn cô thì sao, cái khúc mà cô nghe người chị của mình nói là thôi vậy thì em vô luôn đi chứ em giới thiệu chi, thì lúc đó là cô cảm giác như thế nào?
Chắc nó cũng ngại muốn chết luôn chứ. Cũng chịu luôn mà. Nhưng mà đám hỏi rồi đó, rồi gặp nói chuyện không biết nói kêu bằng cái gì mà nói hả. Này cũng kêu trống trống rồi, tôi cũng kêu trống trống rồi. Lấy kêu bằng thằng. Không lẽ giờ kêu lại bé ba. À bé ba thì kỳ đúng không? Cũng kỳ quá. À rồi khi mà vô coi mắt á thì hai người có ngượng ngượng gì không lúc mà vô ngượng coi mắt nhá. Tôi không có nhìn. Bởi vì bữa đó vô thì cũng có khách, khách cho mình tiếp khách. Không có lạ. Cái bữa đó là nhà bà dì ở dưới làm mai. Làm mai ở dưới có một anh lên nữa. Lên ngay bữa đó nữa. Lên ngay bữa đó luôn. Trời ơi, gặp mặt quá. Với này cho gặp mặt luôn, hai người gặp mặt luôn. Cái ông này cũng thấy vậy, cái chị dâu tôi nói, chị nói thôi bây giờ đi về, đi về. Ông này cũng nói gì vậy, gì vậy. Kể ai làm tôi vậy ra tôi ngựa, tôi nhậu rồi tôi ngủ. Tôi ngủ từ chiều tôi mới về. Ngủ tại nhà luôn. Nói nằm bên đó chứ không có ngủ, nói chứ không có ngủ. Chú có nghĩ ở trong đầu là nếu như chú về thì chú sẽ mất cô, cho nên là chú quyết định là chú ở lại để chú giữ không? Vậy quá. Tôi không biết làm sao mà cấp đó tôi không nghĩ được cái đó. Nhưng mà cái người bạn mà lên coi thế là cấp đó tôi chưa biết. Nói cho gần đó là lên trước cái ngày vô, tôi vô đó là 2 ngày. Và bà già của anh đó đó nói nếu chịu là người ta đưa bao nhiêu tiền, người ta dằn cọc đó đi rồi chuyện nào tới làm đám này làm. Cái vợ tôi nó nghe là nói nhiều lắm, nó không chịu, nó đâu phải heo gì đâu mà phải bóp cọc rồi nó không chịu ha. Rồi tới cái ngày là cái anh mà lên coi mắt là bà dì gục của vợ. À vậy bà đó. Dì gục của vợ là Mai nha. Dạ căng à nha. Rồi tới bữa tôi vô là bà dì bà biết, bà mới nói cho cái anh đó lên, nó để tôi lên tôi nhìn nè cái ông mà đi vô coi mắt cái cô này, coi cái ông này ra làm sao ha. Vô tôi ăn đứt ông kia luôn rồi. Sao chú thấy chú ăn đứt như thế nào này? Đứt đẹp trai hay ngỗng à? Tôi có học trẻ hay ngỗng luôn, ông đó ông già mà ông súng răng là ông xuống trên đó. Tôi thấy là tôi ăn đứt ông luôn rồi. Tự tin liền. Có vợ rồi. Ủa gì hả? Thôi vợ. Trời ơi vậy đúng rồi, chú nói chú chắc ăn là đúng rồi. Rồi vậy thì bao lâu thì cô chú mới là chính thức hẹn hò với nhau? Hỏi luôn. Mắt xong thì tới đâu chừng 10 bữa nửa tháng gì đó là như người lớn người ta đã nói như vậy thì trong tháng đó là đám hỏi. Trời nhanh vậy đó hả? Rồi là cô chú từ bữa coi mắt cho tới bữa đám hỏi là không có gặp nhau. Không có gặp. Không tới nữa. Mắc cá quá. Nhưng mà từ đám hỏi ra từ đó thì sao lại gặp thường. À, phải là qua rồi. Nó gặp thường. Như là thí dụ dừng 2-3 ngày không tới là nhớ đi vô. Bắt đầu nhớ liền kỳ á, tự nhiên đám hỏi cái nhớ liền luôn á. Rồi qua bà chị sao? Có nắm tay nắm chân gì không chú? Mới lần đầu không có nghe. À. Mới lần đầu không có, nhưng mà kỳ đó cái như là như ví dụ tôi đám hỏi xong là ông nhạc gia ông có nói tao có chia cho ông Lệ Hằng một cái clip làm sao á. Bây giờ tôi bay cái ấy về tính chồng cái gì đó chồng rồi đó tôi, nhưng mà tôi có dâm quýt đường á nha, ông mới bứng vô nói chồng anh đường được không cậu. Ông là được. Cái tôi mới chồng đem quýt đường vô chồng nha. Cái tôi mới dụ vợ tôi ra tới thăm quýt. Nè, ra thăm quýt. Rồi sao dù ra nói này nó nọ cái đầu lén lén cầu cổ hung lên. Trời ơi. Ngon lành. Lúc đó hết ngại chị em luôn hả? Ngại gì nữa, ngại nó thương mình ngại. Lúc đó kêu bạn gì chú, lúc đó là xưng kêu em rồi. Lúc đó kêu em liền, đám hỏi cái kêu em liền. Sao đổi nhanh quá trời. Trời ơi. Mới chị đây rồi qua ôm cầu cổ hung chị luôn. Vậy chứ bây giờ nếu chị thì đâu cưới nhau. Em tôi là không có kêu anh liền nha, không có kêu được. Có ngại dữ lắm. Lúc hung kêu bạn gì chưa cô? Chứ không có trọng trọng lên chậm. Trời sao bé ba hôn tôi. Sao bao nhiêu lâu mình đám cưới, sao cái nụ hôn đầu tiên á chứ cô? Đó là tháng 8 đám hỏi, cái tháng 1 đám cưới. Thì sao 3 tháng đám cưới luôn? 24 tháng 8 là đám hỏi. 20-21 tháng 11. Ờ 20-21 tháng 1 là đám cưới. Đúng rồi. Của năm đó luôn. Năm trong năm luôn, nhanh trong ha. Năm đó luôn. Đám hỏi đám cưới liền luôn. Đi năm đó thì vợ tôi có 25 rồi. Tôi 23. Dạ. Con muốn hỏi cô về cái cảm xúc của cô á, tức là từ cái lúc đám hỏi cho tới gần những ngày đám cưới á, tối cô ngủ là cô có hình dung rằng là mình đám cưới sẽ như thế nào và cuộc sống sau khi đám cưới như thế nào, cô có tưởng tượng ra những cái viễn cảnh nó sẽ diễn ra như thế nào không? Có chứ, tưởng tượng ghê lắm chứ. Sợ dữ lắm. À sợ. Tưởng tượng thấy gì mà sợ? Cô sợ là sợ gì cô? Sợ nhất là cái ngày làm vợ đó. À cái đêm tân hôn á hả? Ừ. Sợ hả? Sợ lo dữ lắm. Nó tới rồi có lo dữ nữa không? Đêm đó đâu có gì đâu, say ngủ. Say ngủ rồi, đêm đó không có. Khoảng bao lâu thì mình mới hết say rượu chú? Như năm đó là thường thường tôi hồi đó nghe ba tôi cũng nói vậy nè. Ông nói cái đám cưới mà người ta xây mâm chầu ha,
dưới buồng cao đó. Nếu mà về mà nếu mà mình vợ chồng mà ngủ với nhau trong chưa cái đây có cái dở ông chậu thì bên chồng nó sẽ bị úng. Thành thử cho nên làm gì làm cũng qua cái ngày ngày dở bên chậu rồi hay xong hết tính thì tính. Phải làm trước để tàu cao nó úng. Ôi ừ, trời. Hồi xưa đi, mình đi qua là mình đi bằng vàng hay bằng nhẫn hay là đeo vòng tay gì chú? Vàng là nó có nhiều loại chú. Thí dụ như cái đám hỏi là mình đi một cái đôi bông nè, với cho cặp nhẫn. Tới chừng đám cưới mới cho nhẫn dây chuyền với chiếc lắc ha. Có tiền không chú? Có tiền có chứ. Nhiều. Năm đó hình như đi 600 ngàn hay gì đó. Trời ơi. 600 ngàn lúc đó là nhiều đó chứ. Nhiều lắm. Lắm. Dạ. Vậy là gia đình cô chú hai bên đều có điều kiện hết. Gia đình cũng đó. Được. Mình có con liền không cô chú? Không. Tới năm 81 mới có con. Ủa sao lâu vậy? Là không biết sao lâu là bị gì tôi tính đâu. Tôi tính không có con luôn nữa đó. Bởi vì khi tôi đám hỏi xong cái ông già vợ tôi, ông nhạc gia ha, ông gờ yếm tâm tôi là ông nói mày không có con rồi mẹ ơi. Sao mà ông già vợ ông nói vậy? Ông nói ra nha. Cái ông nhấn chỗ yếm tâm gì nè. Ông nói mày không có yếm tâm mày gì không có con. Cái ông nói tới luôn rồi, ông nói thôi không có con nữa hơi buồn thôi chứ không khỏe. An ủi đó. Rồi sau có đứa đầu tiên là nhỏ gái đầu tiên ha. Cái tôi nói vợ tôi á, cái này không phải của tôi nha, đều là trong vỏ tôi nuôi thôi, vỏ cá tôi thôi chứ. Tại ông già mới nói tôi mất con mà. Đó vậy ha. Cái tôi nói cái ông già ông nghe, ông già ông nghe. Ông nói mày nói khó tao mày. Cà khịa tao đó. Sau đó là chú có bao nhiêu người con? Bốn đứa. Nó bốn đứa đó. Mấy trai mấy gái? Hai đứa gái trước, hai thằng trai sau. Nhưng mà nói thêm đó là cái năm nó có bầu là cái thằng trai bây giờ mình kêu Út đây ha, mới hình như đầu cũng 2 tháng mấy 3 tháng vậy đó, là nó bị bệnh là kêu là U nang buồng trứng gì đó. Bác sĩ đi khám, bác sĩ ở Cầu Lãnh thì người ta nói phải phá cái thai này nè, là mấy chị hết cái bệnh này. Cái bà đâu dám đâu, bà về bà không chịu. Cái bà đi qua bên chùa, bà mới xin thuốc tẩy về bà uống. Tôi hỏi cái thuốc này trị bệnh gì, bà hô cái này dưỡng thai. Nó trời ơi, bác sĩ nói bây giờ phải trị cái bệnh mà không trị mình đi dưỡng thai nữa thì sao được. Cái đi qua kêu qua Sedex là đó, bác sĩ Phúc ở Sedex là ông đó giỏi lắm. Qua cái ông nói bây giờ thôi giờ nhập viện đi, cái bệnh này phải nhập viện trị mới được. Cái bà mới nói tôi đó khám bác sĩ Ngọc nói phải phá cái thai này là làm mới trị được. Cái bác sĩ Phúc mới nạt bà nói bà bác sĩ hay tôi bác sĩ. Tôi nói dưỡng được là dưỡng được, mà về bà không đi nữa. Không đi nữa. Cái bữa đó đám giỗ nhà của bà vợ, tôi cũng uống ba cái hay nha. Cái tôi mới nói vậy, giờ thưa cậu, bây giờ con thưa với cậu vậy, để cậu làm chứng giùm cho con. Hỏi gì mày? Nói mới là con do cậu hay là vợ con nó bệnh vậy đó, mà bác sĩ người ta kêu mổ mà nó không chịu mổ. Bây giờ cho cậu hay, nếu á sau này có cái gì thì cậu đừng trách là con không có lo cho vợ con. Ai thứ 8 là nó có vợ, em dâu ở nhà đó. Nó nói bây giờ chị đi thì em lo, em đi nuôi chị. Là bà hết chối rồi. Tôi nói bây giờ bệnh mình còn nhẹ, sức khỏe mình còn, tiền đang có. Nếu bữa nữa lỡ nặng rồi mà chị không được. Rồi cái chị đi đó. Đi rồi tôi cái đi rồi bệnh bắt đầu tôi đi. Đi cái thằng kế thằng Út nó bệnh. Má tôi mới nhắn về. Nhắn về thì bây giờ chở đi hút thuốc. Ở đó bơ với đi bộ chứ đâu có ghe máy đâu như bây giờ. Dạ. Về cái kêu mở tán nó qua ở đó tôi dặn nè, bây giờ bác sĩ nếu kêu ký tên mà mẫu mở ký giùm tôi. Nó trời ơi ký nữa anh đậu thừa tôi sao, nó tôi kêu thì mở cái ký đi, có gì tôi chịu chứ đâu có gì. Nói chung là khi tôi về xong tôi qua là vợ tôi mổ rồi mà nó chưa tỉnh. Tôi mới ngồi ở trong nó đang nằm hồi sức mà tôi xin vô. Vô tôi thấy tôi nghĩ trong bụng mà nếu như vậy nó đi luôn thì ba đứa nhỏ này mình nuôi chắc không nổi. Tới chừng đâu mấy tiếng hồ nó hết thuốc mê, nó tỉnh dậy nó hô. Đau quá, đồng lấy dầu sức cho tôi rồi. Cái tôi lấy dầu tôi tha, mà vô đó dán con keo đâu tha, tới vòng vòng ngoài nè. Cái tôi nói y tá, nó cô y tá ơi sao vợ tôi than đau quá. Cái cô y tá nói vậy ông đi dấp chút mà ông đứt con chút mà ông đau không. Mà bây giờ nó mổ cái bụng dậy bề dài như vậy đó mà ông hỏi sao mà đau là sao nữa. Rồi tôi nói bây giờ thôi cô có thuốc gì giảm đau á, cho nó uống cho nó đỡ đi chứ để đau thấy tội nghiệp quá. Có vẻ lúc đó cô
chú rất là thương cô ha. Theo dõi cái đau của cô chính là nỗi đau của chú luôn nữa. Nhưng mà sau khi lấy chồng đó cô, thì cuộc sống mình nó có gọi là thay đổi gì không? Đỡ hơn hồi chưa có chồng. Đỡ hơn là đỡ hơn sao cô? Cũng như là làm ăn được cũng được, khám phá rồi là lên cũng được. À, nhưng mà về làm dâu? Làm dâu thì bình thường. À, bình thường. Nội nhà thì có mình bà già chồng thương dâu này nhất. À, rồi về hai chồng làm gì sống cô? Cũng làm đà mía, đậu, lúa, đồ này kia. Thì làm ra lúa ra gạo, rồi ai bán? Ông bà già chồng bán. Lúa đó ít bán lắm. Nghĩa là để ăn, chứ ít bán. Tiền đâu cô xài? Tiền thì đi làm thêm. Ở chung? Ở chung luôn. Rồi làm bao nhiêu thì... dồn vô nó ăn hết. À, có nhiều mà ông bà già giữ hết. Tức là không có cho tiền riêng. Mà xin gì mới cho? Xin mới cho. Khỏi xin nữa, nhiều khi mình đi về bên quê ngoại mình đó ha, là tự bà móc tiền mới cho. À. Sau cái thời gian cái cũng như nhà ngoại thấy hai bạn dâu á, tôi mới về trong còn mà trang ấy, mới ở trong này làm vườn đồ ruộng đồ nó gần. Bao lâu mình ra riêng cô? Đâu cũng có một đứa con à, mới có một đứa con à. Rồi sao ra riêng? Thì bên ngoại của tôi á là cất cái nhà ngoại để thờ cúng ông bà. Bà ngoại già không có làm nữa, mua lại đằng cất nhà. Tính ra ngoại không lỡ, cuối cùng ngoại cũng lỡ. Lỡ xuống sông á hả? Lỡ xuống sông. Là mất đất á. Đó là ở cặp sông Tiền á. Dạ. Vì ở cồn Bình Thạnh, nó ở giữa sông mà phải đi về nó. Rồi đi thấy nó trở ngại quá. Nhiều khi có mùa khô là nó cạn sông, cạn rạch đi không được nữa. Rồi đi nếu mà về làm mà về trễ thì thấy nó kỳ. Nhưng nhỏ gái lớn thì nó đi lấy chồng. Gã năm 2003 thì thôi kể rồi, còn nhỏ thứ ba nó cũng nghỉ học. Nó nói bây giờ thấy bây giờ đất cát kia lỡ hết rồi, kinh tế mình giờ lo học thằng Nhân nó học giỏi quá, thôi bây giờ ba coi tập trung ba lo cho nó đi, chứ con bây giờ con học cũng không có được giỏi, học trung bình rồi, giờ thôi bây giờ không mấy con để con nghỉ. Nghỉ thì để ba tập trung lo nó. Rồi tới qua năm 2003 như vậy là thằng Nhân nó đậu đại học. Đại học mà tôi buồn luôn, tôi không cười luôn á. Cái nó nói ba ngộ quá, con người ta đậu đại học, người ta muốn đậu người ta cúng heo cũng được, mà con đậu cho ba không vui. Nó không phải ba vui mà con không biết chứ ba vui. Nhưng mà không biết ba lo là ba, không biết ba lo cho con học đủ 4 năm đại học nổi không, bây giờ đất mình hết rồi. Nó tại sao người ta có tiền mà con người ta không đậu, ba không có tiền mà đậu mình chi cho ba khổ rồi nè. Là tôi mừng dữ lắm. Rồi tới thằng Út nó cũng đang học từ lớp 9 lên lớp 10 mà nó học bị nó thi, nó học cái dạng trung bình, hồi đó có thi kêu là thi đậu bên bán công à. Chứ nếu đủ điểm là học công lập nha. Còn này nó không đủ điểm đó thì cho học bán công phải đóng tiền tháng. Nó nói bây giờ thôi anh Tư học được thôi, ba lo anh Tư với con bây giờ. Tôi nói cái này ba thì muốn cho mấy đứa học hết thì kệ cực chứ ba bây giờ nếu ba bắt tụi bay nghỉ mà không học thì nữa tôi phải đấu thừa. Nó tại con là đó, tại ba không cho học, chứ nếu ba cho con học thì con học đâu có tệ như bây giờ. Nó nói không có này tự con nghĩ. Như vậy nhỏ con gái thứ ba phải không, là nó nghỉ học cho đi học mai. Hồi đó ở quê đâu có gì đâu, chỉ là đó chỉ học mai con gái. Còn thằng trai thì nói bây giờ mày muốn học nghề ba cho học nghề đó, thì nó đi học nghề mà tập trung lo cho thằng thứ tư. Mình cực khổ đặng nuôi con, nó đậu đại học cũng mừng dữ lắm, chứ không có cái gì mà ân hận. Sau này thì giờ khỏe lắm, giờ như hai vợ chồng tôi giờ đâu có mần cái gì, chỉ ở nhà tôi thì giữ cháu, còn ổng thì có ổng có làm bên làm cái ấp rồi gì đó, làm công tác xã hội gì đó cô. Công tác xã hội vậy đó rồi thôi, chứ không có gì. Nhạc gia là ông ba vợ ông ra ông nói ông cho đất cái chổng sao bây không về ở. Bà má còn phán một câu á là bây giờ nếu mày về chổng là tao từ mày luôn á. Trời ơi. Ông về vợ ra nói sao mày, nói trời ba cậu ơi, bây giờ ba má con nói gì còn sao con đi được. Cháu à, ông nói tao con ít cháu ít, tao gả Lệ Hằng lặn cho nó về ở gần với tao. Mà bây giờ anh Vui với chị Vui không cho về, tao biết làm sao giờ. Nói ba má con không chịu, bây giờ con đâu biết làm sao giờ. Tình cảm mà cô dành cho chú quá nhiều, và cái sự ích kỷ ở trong chú trong suốt mấy mươi năm vừa rồi. Cho nên là chú mạnh dạn viết cho cô một lá thư. Đây là chắc là lá thư lần đầu tiên hả cô? Đúng rồi. Cô có bất ngờ không? Bất ngờ. Vậy con đọc cho cô nghe, cô chắc chắn cô còn sẽ nha. Má Kiều Anh ơi. Kiều Anh chắc là con gái đầu hả? Gái đầu. Dạ. Tôi rất cảm ơn cuộc đời đã đưa bà đến với tôi là một nửa hoàn hảo nhất
và tuyệt vời nhất của cuộc đời tôi. Qua 45 năm chung sống, cùng trải qua những vất vả gian lao, bà nhớ không, năm 1982, khi bà mang bầu tháng thứ 8 mà vẫn cùng tôi đi cắt lúa giữa mùa mưa nước nổi, lặn hụp suốt đêm, nhớ lại kỷ niệm ấy tôi không thể nào quên. Chính sự vất vả đó mà con Tú đã được sinh ra đời sớm hơn 20 ngày. Căn nhà nhỏ ven sông, cứ mỗi lần nước lũ thì lại càng sạt lở. Cả gia đình ngồi chồm hổm bên nước lũ lên láng, nhưng ấm áp tình gia đình. Bà ơi, tôi vô cùng hạnh phúc khi 45 năm đồng hành và chia ngọt sẻ bùi với bà cùng bốn đứa con ngoan. Tôi mong 45 năm tiếp nữa sẽ cùng bà đi đến cuối con đường hạnh phúc này. Chồng của bà. Hay quá. Đó, nụ hôn 45 năm ngay vườn quýt quay trở lại. Cô cảm xúc thế nào cô? Sao? Mừng rỡ quá. Cô khóc đó. Thật ra chú là con người không phải không tình cảm đâu, nhưng mà chú không muốn nói ra thôi. Một người đàn ông chân thành yêu vợ yêu con, không nói ra, lặng lẽ chăm sóc cô. Có những cái lúc mà mình gia trưởng, nhưng mà đã, chú đã nghĩ lại điều đó. Thật ra chú là con người tốt quá chứ. Không trăng hoa, không có đàn đúm, không ăn chơi, không gì hết. Một mực lầm lũi lo cho con, lo cho vợ. Có điều là chú không nói ra được, đúng không chú? Đúng rồi. Chú không biết cách nói đó. Hôm nay là chú viết nè, là đó là một trong những cái cách để mà chú thể hiện tình cảm với cô. Rồi, hôm nay chú có muốn nói điều gì với cô sau 45 năm đồng hành với nhau không chú? Bây giờ tôi có món quà tôi tặng cho bà. À, tặng luôn hả? Tặng luôn. Rồi, chú tặng quà luôn đi đó. Ôi, món quà đầu tiên. Món quà đầu tiên. Quá trời quá đất rồi. Đây là nhân cái ngày kỷ niệm 45 năm ngày cưới. Tôi có món quà tôi tặng cho ba. Đây là mà kỷ niệm nha. Đây, đeo vô luôn. Đeo luôn ha. Trời, cái tay tôi muốn rung luôn trời. Ký ức năm xưa nó lại gợi về. Dương Quýt ơi. Anh đưa vô tay. Đưa đó. Rồi bây giờ chúc mừng cô chú. Bây giờ mình xem cái đoạn clip trước cái đã. Gia đình rất là hoàn hảo, có ba và má. Con xin cảm ơn ba đã tạo ra con, và cảm ơn má đã bứt ruột sanh ra con. Cầu chúc cho ba má được an vui, sống bên con cháu và vui vẻ đến hết cuộc đời. Ngạc nhiên và bất ngờ, và cũng rất là hãnh diện vì rất là vui vì mình có ba má để mình là điểm tựa, là niềm tin vững chắc tinh thần cho cuộc sống của mình. Chúc ba má được nhiều sức khỏe, thật nhiều sức khỏe, sống an lạc, luôn yêu đời, là điểm tựa và niềm tin vững chắc cho chúng con. Con xin cảm ơn ba má. Xin ra một tình thầy như thế này, con cảm ơn ba má rất nhiều và cầu chúc ba má được sống hạnh phúc, an vui và bên con cháu. Nếu có kiếp sau, con vẫn là con của ba má. Công cha như núi nước trời, nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển đông. Nhân kỷ niệm 45 năm ngày cưới của ba má, chúng con thành tâm chúc phúc cho ba má được sức khỏe an khang, vui vẻ yêu đời và mãi là điểm tựa tinh thần cho con cháu. Dễ thương quá. Rồi, cảm ơn cô chú rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ mời con cháu vào đây nào, để chúc mừng ngày 45 năm ngày ba mẹ ông bà thành đôi với nhau. Mời cả nhà nào. Dạ, con tặng cho ba má. Đây là kỷ niệm ngày cưới 45 năm của ba má. Con xin nói vài lời là con cảm ơn cuộc đời này đã có được ba má. Con rất là hạnh phúc, hồi nãy giờ con ngồi mà con xúc động. Nghe chị Ngọc Lan nói con xúc động quá trời. Nên con rất là hạnh phúc. Giờ con chúc ba má nhiều sức khỏe. Dạ ơi.
đó. Tặng món quà kỷ niệm cho má. Quá trời quá đất ngon lành rồi. Giờ lớn tuổi là chỉ cần nó vui vô xung quanh con cháu thôi ha. Dạ. Ông chú là vui lắm đó nha. Cảm ơn những tình cảm của các thành viên gia đình đã kết nối một đại gia đình hạnh phúc. Và thay mặt chương trình chúc gia đình Tâm mãi mãi như thế, hạnh phúc như thế, con đàn cho đóng, làm ăn phát tài. Cảm ơn anh Huyền Linh. Đây là thư của chú gửi cho cô, con xin gửi cô ạ. Cảm ơn cô chú rất nhiều vì đã tham gia chương trình và chia sẻ một câu chuyện rất là dễ thương, rất là nhiều những cái thăng trầm. Và bên cạnh đó thì là thế hệ trẻ của tụi con sẽ có được những cái bài học rút ra từ câu chuyện của cô chú. Và tụi con chắc chắn là tụi con sẽ noi theo và học được nhiều hơn và hạnh phúc nhiều hơn. Cảm ơn cô chú rất nhiều. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Tình Trăm Năm. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17:20 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.